hai bạn kia thuê xe đạp. Trên kia một cái ánh trăng đó, kiểu một góc góc ánh trăng ấy. Phía bên tay trái các bạn này, quán cà phê rất đẹp luôn này. Các bạn ngồi trên tầng 2, tầng 1 này. Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Đường Phố Hà Nội chiều hôm nay nha. Em đang ở một trong những cái vị trí đẹp nhất Hà Nội, có thể rất là nổi tiếng. Nó chỉ đứng sau cái vị trí của Hồ Gươm thôi các bạn. Mà đây cũng là top những cái vị trí điểm đến đẹp nhất các bạn nên đến nếu mà các bạn đang ở Hà Nội hoặc đi tham quan du lịch Hà Nội. Đây chính là vị trí Hai Con Rồng ở Hồ Tây. Bạn nhìn thấy du khách là mọi người đang đạp xe ra đông không? Những cái chiếc xe đạp này có những người là chiếc xe đạp của chính họ, có những người thì lại là đang đi thuê xe đạp ở phía góc bên phải, phía đoạn đằng trên kia của Hồ Tây. Họ cho thuê xe đạp khoảng đâu đấy mấy chục một tiếng các bạn, thì bạn sẽ trải nghiệm đi đạp xe đạp vòng quanh Hồ Tây. Đều là những cái xe xịn đấy các bạn, Galaxy, mấy hãng xịn. Bây giờ em sẽ mời quý vị các bạn cùng em đi ngắm cảnh Hồ Tây vào buổi chiều cuối tuần nha các bạn nha. Bây giờ cũng là cái lúc mà rất nhiều người đi đạp xe để đi dạo quanh. Hai Con Rồng ở Hà Nội thì nó chỗ Hai Con Rồng mọi người biết ngay là Hồ Tây. Cảnh tượng phía bên trái này đang rất đẹp này các bạn này. Bây giờ em sẽ mời các bạn cùng em đi. Một cái cảnh đẹp Hồ Tây bây giờ là 6 giờ chiều. Nó đang ở cái giai đoạn qua hoàng hôn một chút mà chuẩn bị đến tối. Có nghĩa bây giờ mặt trời tuy nó đã xuống rồi, tuy nhiên là nó vẫn còn một chút ánh sáng còn vương vấn ở đây các bạn, nên không phải là trời tối hẳn. Đường Hồ Tây hôm nay buổi tối khả năng sẽ rất đông, cho nên em phải cố gắng đi sớm hơn một chút. Bởi vì đi ngắm Hồ Tây đôi khi đông quá chúng ta lại không nhìn thấy cảnh tượng Hồ Tây, lại chỉ tập thấy người không. Này đang diễn ra cái dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10, cho nên mọi người đi chơi khá là đông. Ánh đèn lấp lánh luôn. Ra Hồ Tây đa phần chúng ta ra đây là để ngắm Hồ Tây này, rồi là chúng ta uống nước dừa, cà phê,
trà sữa xung quanh hồ. Quán ăn ở Hồ Tây cũng có nhưng mà cái lượng quán nước nhiều hơn, đa phần là quán nước. Cái giá cả nước ở cái khu vực Hồ Tây này thì cũng cao hơn mặt bằng chung một chút đấy các bạn ạ. Nó dao động khoảng độ 10-15% cao hơn. Có những quán sẽ cao hơn đến 20% luôn. Ví dụ như là một cốc nước có giá trung bình khoảng độ 40.000 thì ở đây có thể dao động lên 60.000. Tuy nhiên là có quán rẻ, quán đắt nha các bạn, không phải quán nào cũng vậy. Ở chỗ này là cái chỗ trung tâm tổ chức tiệc cưới chỗ Hồ Tây này. Chỗ này thì nếu ai tổ chức ở đây thì nhà họ xung quanh đây là kiểu gia đình kiểu họ có những tiền đấy. Ở đây khá là đẹp và long lanh luôn. Và giá cả cũng cao hơn một chút so với những cái vị trí khác. Đẹp long lanh. Nhiều bạn là đôi chụp ảnh nha. Ở đây chúng ta nhìn thấy luôn cái tòa nhà phía bên Kim Mã ở bên kia. Bên tay trái là công viên nước Hồ Tây các bạn ạ. Có mấy bạn đang sở hữu cái điện thoại rất là xịn, đắt tiền. Em nhìn qua các bạn ấy chụp ảnh lên hình rất là đẹp luôn. Còn cái máy điện thoại của em nó là con điện thoại từ đời Tống nên là quay nó bị mờ mờ. Tuy nhiên là cái khung cảnh ở đây nó rất chi là đẹp luôn đấy các bạn. Cho nên là các bạn nhìn thấy nó rất long lanh. Phía bên tay trái các bạn này, quán cà phê rất đẹp luôn này. Các bạn ngồi trên tầng 2, tầng 1 này. Đấy là đẹp. Bên này là quán Highland nữa. Em thấy Hồ Tây là hai cái quán này là một trong hai quán có thể nói là với vị trí đẹp nhất ở Hồ Tây rồi. Còn rất nhiều cái vị trí khác nữa tùy cảm nhận của mỗi người. Bởi vì đối với em là đẹp nhất nhưng mà đối với người khác thì họ lại thấy cái quán khác đẹp nhất cơ. Bởi vì cái Hồ Tây xung quanh này có rất nhiều quán, chắc có phải đến là hơn 100 quán. Cái đoạn tí nữa em đi lên bên trên kia nữa còn đẹp hơn nữa. Nhìn thấy phía lan can ở bên phải này, nhìn trông nó bình thường thì thôi nhưng mà mỗi một đoạn đấy là một cái hình biểu tượng Hà Nội. Đây cảnh rất đẹp, em cho bạn xem phía bên trái này. Ở bên kia là cái vòng xoay xoay của chỗ công viên nước. Ở lối chúng ta vừa đi qua.
cái chỗ đèn lấp lánh này là cái khu vực cắm trại các bạn ạ. Ngày trước thì em thấy cái khu vực này họ cắm trại qua cả đêm đấy, nhưng không biết bây giờ họ còn thế không. Chỗ này hơi kẹt xe rồi các bạn. Rất nhiều người ở lại đang đi chậm lại để ghi những cái khoảnh khắc đẹp của Hồ Tây của cuối mùa thu Hà Nội. Đây cái chiếc xe như đang đạp ở phía bên phải là xe thuê nha các bạn. Ở cái phía cái phần để bình nước em thấy có chữ trích dài. Ở chỗ ở đây có mấy tiệm cho thuê xe. Đây nó bị ùn tắc ở cái đoạn này. Còn đoạn giữa kia lại thông thông các bạn nhé. Giờ này giờ khoảng 6 giờ chiều. Kiểu bầu trời nó chia cái hai cái vùng màu luôn các bạn ạ. Vùng hồng hồng các bạn nhỉ, và cam nhỉ. Nếu mà em lấy cái ảnh đó hay là các thứ em cho mọi người xem mà mọi người không được xem những cái hình ảnh em ghi hình trực tiếp hoặc các bạn không đến đây thì mọi người lại nghĩ là những cái hình ảnh Photoshop. Tuy nhiên là cái hình ảnh bây giờ rất là đẹp luôn. Nhiều hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy ở trên mạng, bạn nhìn nó rất là đẹp, nhiều bạn lại nghĩ là không thật. Nhưng đó đều là những cái điểm gốc từ những cái bức ảnh mà nó là thật.
họ chỉ sửa một chút về ánh sáng thôi. Đây, chúng ta đến một trong những cái đoạn cũng có thể nói đẹp nhất Hồ Tây nha bạn nhá. Đây, đây họ còn lát cả gạch xuống đường chúng ta đi này. Bên kia họ đang trồng sen, đây là cá coi nữa. Đây, bạn nhìn cái bầu trời đẹp không? Hai bạn kia thuê xe đạp. Quá đẹp luôn, bầu trời chia cái vùng màu riêng biệt này. Đây, hồ sen này. Rất đẹp, chúng ta đang đi dưới những cái rặng cây. Ánh sáng đang lấp ló ra qua những cái lá cây. Wow, cây ở kia đẹp quá các bạn kìa. Hồ Tây mọi người, nhiều người sẽ
đạp xe, chạy bộ. Đây với nhà hàng ngay đoạn ngã ba rất là đẹp, phong cách của cổ xưa, quán cà phê không phải quán ăn. Đây một trọng vị trí rất là đẹp, ăn nướng một cà phê ở Hồ Tây các bạn này. Này đông đông đúc chưa? Đây một cái tòa nhà mà nó xây dựng khá là lâu rồi, cảm giác rất là ì ạch các bạn ạ. Nhìn cao như này, vị trí luôn chúng ta đi qua, vị trí đẹp nhất luôn. Wow, kia họ còn bắn pháo cái gì kìa, chúc mừng sinh nhật hay là gì. Chụp ảnh cưới các bạn ạ. Đoạn này hơi tối tối hơn đoạn kia. Ánh trăng đang ở trước chúng ta người kia các bạn.
nhìn những cái ánh đèn, những cái căn nhà hay những cái quán cà phê phía bên kia hồ, nó hắt sang bên này chúng ta nhìn rất đẹp luôn. Đây là một cái bãi đất trống. Quán nhà rất là đẹp. Phố Quảng An này. Rượu mới buổi tối, khách sạn Sheraton.